Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện thuộc cẩm nhân gia của tác giả Trang Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 131 Sau khi theo dõi Quý Anh Anh và Quý Diệu Đình gặp nhau, thấy tận mắt họ lên xe ngựa rời đi, Dương Tĩnh Uyên mới quay lại tán hoa lâu. tang thập tứ đã đợi từ lâu không kiên nhẫn được, đứng ở cửa sổ lầu hai nhìn thấy hắn, thò đầu ra cầm lấy một cuộn giấy mật ném tới. Dương Tam Lang, người mau lên đây, tiểu gia đợi đến mức muốn ngủ mất rồi. Dương Tĩnh Uyên nhận lấy cuộn giấy mật, đi vào lâu. Tiệc của tiết độ sứ được bày ở lầu 3, tang thập tứ đặt phòng ở nhã gian lầu 2. Khi Dương Tĩnh Uyên vừa lên lầu 2, nghe thấy dưới lầu có tiếng ồn ào lớn. Hắn quay đầu lại, thấy một đám thị vệ nhanh chóng xông vào giữ chặt đầu bậc thang. Nhiều phó đô đốc và tang trưởng sử dẫn một người trẻ tuổi mặc áo gấm có lông trồn đi đến. Một vị thiên tướng dẫn theo binh lính đi lên lầu, nhìn Dương Tĩnh Uyên một cái rồi nói. Nam Chiếu Bạch Vương giá lâm, những người không phận sự lui ra phía sau. Nam Chiếu Bạch Vương, nghe thấy hai chữ Bạch Vương, Dương Tĩnh Uyên đột nhiên hứng thú. Hắn lui đến bên tường, bắt lấy cánh tay dựa vào tường xem chuyện náo nhiệt. Nhiều phó đô đốc lớn giọng nhanh chóng đưa lọng tre rung động rơi xuống, từ xa đã nghe thấy tiếng của hắn. Bạch Vương đột nhiên đến Ích Châu Thành, tiết độ sứ đại nhân bị giận mình. Đúng lúc đại nhân đang ở tán hoa lâu thiết yến, khiến ta và tang trưởng sử đến trước đón tiếp. Nam Chiếu tiến hiến cống phẩm vào kinh, bản vương thể yếu hành chậm, chỉ sợ liên lụy hành trình cống phẩm, nên đến chạm dịch chậm hơn đội ngũ sứ thần. Bản vương từ nhỏ ngưỡng mộ văn hóa thiên triều, Nghe nói đại đường có Tết hoa đăng vào dịp nguyên tiêu, sợ bỏ lỡ lễ hội này. Không ngờ tiết độ sứ đại nhân nhiệt tình hiếu khách, đô đốc và trưởng sử đại nhân đích thân đến đón. Thật hổ thẹn không dám nhận. Người chưa đến, tiếng đã tới trước, Dương Tĩnh Uyên nhướng mày, là giọng của người đó, vương gia, hóa ra hắn là Nam chiếu Bạch vương, thể yếu, chính mình đánh hắn một trận, bảo đảm khiến hắn yếu đến nửa năm không xuống giường. Dương Tĩnh Uyên siết chặt nắm đấm, tiếng khớp tay kêu rắc rắc. Khi đang nói chuyện, đoàn người đã lên đến lầu 2. Thịnh Phong Trạch đi theo phía sau là một đám thị vệ nam chiếu mặc trang phục dị tộc, đầu đội mũ lông. Trong đó còn có một nữ thị vệ dung mạo xinh đẹp tuyệt trần. Dương Tĩnh Uyên nhìn chằm chằm Thịnh Phong Trạch mặc áo khoác gấm lông chồn Khuôn mặt gầy, da rẻ dám nắng, gò má cao, đôi mắt thâm thúy như biển. Mũi thẳng, dung mạo anh Tuấn. Khi đi, áo khoác tung bay lộ ra bên trong chiếc áo choàng đen không phải là thiên thủy bích xiêm y dương tĩnh uyên ngẩn người chẳng lẽ mình nghe lầm cảm nhận được có người nhìn mình thịnh phong trạch quay đầu lại thấy dương tĩnh uyên dựa vào tường hắn làm như không có gì rời ánh mắt cùng ngưu phó đô đốc và tang trưởng sử tiếp tục lên lầu ba dương tĩnh uyên nhìn chằm chằm vào chân hắn khi bước lên lầu bước chân nhẹ nhàng sức mạnh của đôi bàn chân không như người bình thường có thể dẫn quý anh anh từ trên bờ nhảy lên hoa sen mà bay võ nghệ thật phi phàm không giống như là người có võ công chẳng lẽ ta thực sự nghe lầm nghe lầm cái gì tàng thập tứ lang từ trong phòng bước ra vịn vai hắn hỏi hắn vừa lúc nhìn thấy đội thị vệ mặc trang phục dị tộc tiếp tục nói nghe nói nam chiếu vương đệ đến đây dương tĩnh uyên quay mặt sang hỏi hắn vương đệ tang thập tứ ôm hắn vào nhà nói. Chiều tối trạm dịch đến báo tin, nói rằng sứ thần nam chiếu vào kinh hiến công phẩm đội ngũ đã đến trạm dịch. Tiết độ sứ đại nhân mời sứ thần dự tiệc, nửa canh giờ trước, lại có tin báo, nói rằng nam chiếu vương đệ, bạch vương thịnh phong trạch cũng tới. Hắn thể yếu hành chậm, đến sau đội ngũ, nghiêu phó đô đốc và cha ta liền đi đón. Ôi rào, quản hắn là bạch vương hay hắc vương, mọi giờ có gì đáng xem. Chúng ta uống rượu đi nghi hoặc đè nặng trong lòng Dương Tĩnh Nguyên. Hắn cố gắng nhớ lại người đàn ông đeo mặt nạ quỷ trên thuyền hoa, càng nghĩ càng thấy không đúng. Thập Tứ Lang, sao ta cảm thấy Nam Chiếu Bạch Vương kia không thích hợp chút nào? Không thích hợp chỗ nào? Người đã gặp hắn trước kia? Tang Thập Tứ Lang dựa vào cửa sổ uống rượu, chuyên chú nhìn các tiểu nương từ đi qua dưới lầu. Nếu ta nói hơn nửa canh giờ trước, ta đã gặp hắn ở dưới hồ tán hoa lâu, người có tin không? Tang thập tứ phất tay. Làm sao có thể, nửa canh giờ trước hắn vừa đến trạm dịch, rõ ràng được tiết độ sứ đại nhân mở tiệc chiêu đãi, làm sao có thể tự động đi trước bơi hồ. Dương tĩnh uyên một mạch uống hết chén rượu, thở dài nói. Nếu ta nói quý nhị nương có giao tình với hắn, ngươi có tin không? Ha ha! Tang thập tứ cười lớn xoay người, chỉ vào hắn nói. Tam lang, đã đính hôn rồi, ngươi còn lo lắng quý nhị nương không gả cho ngươi sao? ta cũng biết ngươi không tin, ta cũng không tin, nam chiếu vương đệ sao có thể biết đến quý anh anh xuất thân từ tiểu phường nhuộm. Còn giả trang thành chính mình để dẫn nàng đi bơi hồ ngắm cảnh. Dương tĩnh uyên thở dài, ánh mắt lóe lên, kéo lấy tay áo của tang thập tứ. Thập tứ, tiết độ sứ đại nhân thiết yến, ngươi cũng tới tán hoa lâu, không đi bái kiến cha ngươi sao. Đúng vậy, nghiêu phó đô đốc đã ở đó, ngươi không đi thỉnh an nhạc phụ ta đi gặp hắn làm gì? Sau đó phải treo lên vẻ mặt giả cười đi theo sau cha ta. Đây là khuyển tử, đứng hàng thứ 14, nha, lệnh công tử phong lưu, trường sử đại nhân thật có phúc, nghe nói lệnh công tử là ái tế của nghiêu phó đô đốc, tuấn tú lịch sử, đô đốc thật có mắt. tang thập tứ nhại lại giọng của cha hắn và quan viên, giọng thô giáp nhại theo nghiêu phó đô đốc, vỗ mạnh lên vai dương tĩnh nguyên. Hiền tế, nhà ta thất nương gần đây học theo hoa ha 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 a à. hắn nói xong liếc mắt lắc đầu nhìn về phía lầu dưới uống rượu ngắm đèn ngắm giai nhân ta không muốn lên lầu tự chuốc lấy cực khổ dương tĩnh uyên ánh mắt lóe lên thập tứ ngươi nhìn bộ xiêm y của ta này tang thập tứ nhìn kỹ xiêm y có gì sao ồ không đúng ta nhớ ngươi đi gặp quý nhị nương lúc mặc chính là bộ xiêm y thiên thủy bích tay áo dài bộ xiêm y này không giống của ngươi ôi thật mất mặt ta bị người đẩy vào hồ, may mà trong hồ có chiếc thuyền hoa của chu lão gia, ta mới đổi xiêm y của hắn. ai dám đẩy ngươi xuống hồ? a, à, ta biết rồi, nhất định là quý nhị nương đúng không? quý anh anh một cước đạp chu thất lang xuống hoán hoa khê, tình cảnh rõ mồn một trước mắt. vừa rồi dương tĩnh uyên đi gặp quý nhị nương, không phải nàng thì là ai? tang thập tứ cười ha ha. người cũng có hôm nay, toàn thân võ nghệ trước mặt nàng cũng không tốt khiến gì được sao? Nghĩ đến quý anh anh, Dương Tĩnh Uyên vừa hận vừa yêu, lại không muốn mất mặt trước tang thập tứ. Nàng dám sao, lại đánh đá, gà rồi cũng không phải ôn nhu săn sóc trải giường chiếu chăn ấm cho ra. Ta cùng nàng thả đèn ngắm cảnh, rồi tranh chấp với một đám người bên ngoài. Ta coi giống như đám nam chiếu mọi dợ kia, người có giúp ta chút giận không? Thật sao? Tang thập tứ hồ nghi nhìn hắn, nhớ lại lời Dương Tĩnh Uyên vừa nói, tự cho rằng hiểu, tức giận vỗ bàn có phải hắn nhìn quý nhị nương xinh đẹp rồi muốn đùa giỡn? Kết quả ngươi không địch lại, muốn che chở quý nhị nương, triệt chân rơi xuống nước. Quý nhị nương vô sự chứ? À, nàng vô sự, nếu có việc, ngươi cũng không ngồi đây uống rượu với ta. Già dạ yếu như vậy sao? Còn không địch lại đám người kia, nếu không phải là người đeo mặt nạ quỷ uy hiếp quý anh anh, thì người bị đánh rơi xuống hồ chắc chắn không phải là mình. Dương Tĩnh Uyên tức giận nói, lớn như vậy ta còn chưa từng chịu thiệt lớn như vậy đâu. Một đám nam man, thiếu thu thập. Tang thập tứ ngang ngược nói. Tiết độ sứ đại nhân và cha ta đang ở trên lầu. Tam lang, chờ họ tản đi chỗ ngồi. Chúng ta chặn trong ngõ hẻm đánh. Ca ca kêu là người đi. Gần đây không có việc gì xảy ra, thập tam bọn họ nhàn rỗi không được tự nhiên. Dương tĩnh uyên, cảm động, ôm lấy tang thập tứ. Thập tứ ca, ngươi là anh ruột của ta bị một đám hoàn khố mang theo người hầu và gia tướng chặn trong mõ hẻm. Với mấy tên thị vệ, hắn nhất định có thể khám phá ra nam chiếu vương để có võ công hay không. Trên lầu dạ yến, thịnh phong trạch đang hướng về lưu tiết độ sứ đề nghị. Bản vương không phải là sứ thần áp tải cống phẩm vào kinh. Thấy ích châu phồn thịnh, muốn ở lại thành một ít ngày. Đợi sứ thần từ trường An trở về, cùng trở về Nam Chiếu. Chỉ không biết tiết độ sứ đại nhân có cho phép không? sứ thần hộ tống cống phẩm vào kinh, vì Nam Chiếu sắp giới với kiếm Nam Đảo, hàng năm cũng sẽ gửi lễ vật phong phú. Năm nay danh mục quà tặng đã được giấu trong tay áo của Lưu Tiết Độ Sứ, nhiều hơn ba phần so với năm ngoái. Nam Hoàng Man Di, ngưỡng mộ văn minh thiên triều, muốn lưu lại ở ích châu phủ, có gì không thể. Lưu Tiết Độ Sứ vui vẻ đồng ý. Thịnh Phong Trạch nở nụ cười dạng dỡ. Đa tạ đại nhân. Chương 132 Trong thành, đám thiếu niên con nhà giàu cùng người hầu, tụ tập thành đám khoảng 30 người. Thịnh Phong Trạch chỉ dẫn theo 8 thị vệ, có đông người ủng hộ, Chu Thất Lang càng thêm can đảm. Hắn cười ha hà. Thập Tam có mắt nhìn thật, tiểu gia đã nhìn thấy nhiều mỹ nhân, nhưng chưa từng được nữ hồ vệ hầu hà. Xích hồ nghiêm mặt nói, tiểu lang quân, cẩn thận lời nói mau mau lui lại, chủ tử nhà ta sẽ không truy cứu. Nếu hỏng bang giao hai nước, người có chịu nổi trách nhiệm này không? Chu thất lang dục ngựa tiến lên, không để ý đến lời xích hổ, cười hì hì nhìn A Ninh nói. Đúng rồi, tiểu gia đến đây vì giao hảo hai nước. Người đại đường hiếu khách, để tận tình địa chủ, tiểu gia muốn mời vị nam chiếu tiểu nương tử này đi ngắm đèn, ngắm cảnh, thắt chặt tình nghĩa hai nước. Ngươi, hắc mọi giờ, ngăn cản tiểu gia, chẳng lẽ Nam Chiếu không muốn giao hảo với đại đường sao? Xích hổ giận dữ, càn quấy, ta nói lại lần nữa, mau mau lui lại, ta không muốn đả thương các ngươi, bọn tiểu oai nhi. Tang thập tứ nhân cơ hội kêu lớn, Nam Man Tử không cảm kích đã đành, lại dám coi thường chúng ta. Các huynh đệ, phải làm sao đây? Cả đám thiếu niên đồng thanh, đánh bọn họ, dẫn đầu xông tới là đám người hầu của hắn. Xích hổ lập tức rút đao chắn trước cố kiệu, bảo vệ chủ tử. Người hầu bình thường giúp chủ tử đánh nhau không để mất mạng. Phong tục nam chiếu khác biệt, hộ vệ của thịnh phong trạch coi công kích chủ nhân là kẻ địch, ra tay là sát chiêu. Ánh đao lóe lên, người hầu đã đổ máu. Có người hoảng loạn kêu lớn, lang quân, nam man tử hạ sát thủ. Các thiếu niên thật sự nổi giận, trên đất đại đường, lại dám giết người của chúng ta. Các huynh đệ, xông lên khoảng 10 tên thiếu niên ỉ vào đông người cưỡi ngựa lao tới đội ngũ nam chiếu bất kể hộ vệ nam chiếu có hung ác hay không đám công tử bột đông người dần dần tách tám hộ vệ ra nằm trên nóc nhà dương tĩnh uyên nhếch miệng cười không biết võ công để ta xem ngươi làm sao xạo được hắn nhảy xuống bên cạnh cỗ kiểu nhấc chân đạp mạnh vào cỗ kiều chủ tử cẩn thận a à ninh thấy vậy trong tình thế cấp bách lăn một vòng đao từ đuôi đến đầu, chém về phía chân Dương Tĩnh Nguyên. Dương Tĩnh Nguyên bay người xoay, tránh được mũi đao của nàng, một cước đá trung an ninh, tay thuận thế vỗ vào cỗ kiệu. Một tiếng bùm thật lớn, cỗ kiệu lật nghiêng trên mặt đất. Hộ vệ Nam Chiếu thấy vậy, lập tức bỏ mặc đám công tử, rút đao trở về viện trợ. Thịnh phong trạch từ trong kiệu bò ra, ôm đầu, lảo đảo đứng dậy, vẻ mặt như vừa tỉnh mộng. Chuyện gì đã xảy ra? Tất cả dừng tay, xích hổ. Chủ tử. An à ninh kêu to, từ dưới đất bò dậy, lao đến đỡ thịnh phong trạch. Nàng chỉ đao vào Dương Tĩnh Uyên, phẫn nộ nói. Ta muốn giết ngươi. Dương Tĩnh Uyên lạnh lùng nhìn, chẳng lẽ mình thực sự nhận lầm người? Hắn chộp lấy cánh tay, bề ngoài cười nhưng lòng không cười. Chúng ta không làm gì cả. Huynh đệ của ta muốn mời ngươi ngắm đèn ngắm cảnh, ngươi không đáp ứng cũng được nhưng lại chém thương người hầu của chúng ta. Sao, còn không cho phép chúng ta đánh trả à? Các ngươi quá không giảng lý rồi. Đúng vậy, chỉ là nước nhỏ được đại đường che chở, lại dám lớn lối làm càn trên đất đại đường. Thương người hầu của chúng ta, báo quan đi. Đám công tử bột xúm lại, mỗi người một lời, càng nói càng tức giận. Xích hổ phân trần, chủ tử, rõ ràng bọn họ cản đường đùa giỡn an ninh trước. Thịnh Phong Trạch giơ tay ngăn lời hắn, bình thản nói. Chúng ta từ xa đến là khách, sao có thể tùy tiện đả thương người? Đền cho họ một ít thuốc phí. Thấy đối phương nhận lỗi, Chu Thất Lang kêu căng nói. Muốn giàn xếp ổn thỏa, phải để tiểu nương tử này chấp bình mời rượu tiểu ra bồi tội. Đúng là được voi đòi tiên, khiến đám thị vệ nam chiếu trợn mắt nhìn. An ninh tức đến mặt trắng bệch, xoay người khom lưng hành lễ với thịnh phong trạch, giọng run run nói chủ nhân, A Ninh không thể tiếp tục hầu hạ ngài. Ý của nàng là muốn rời khỏi hắn, dù phải chịu tội cũng muốn giết Chu Thất Lang. Thịnh Phong Trạch nắm tay A Ninh, kéo nàng đến bên cạnh, nhìn thẳng Chu Thất Lang nói: "A Ninh là người của bản vương, không biết tiểu lang quân đây có thân phận gì, có thể khiến bản vương phải để yêu cơ của mình hầu rượu ngươi?" Chủ tử, A Ninh ngẩng đầu nhìn Thịnh Phong Trạch, trong mắt trắng đen rõ ràng hiện lên một tầng nước mắt. Thịnh Phong Trạch nhàn nhạt nói. Nam Chiếu là nước nhỏ, phụ thuộc vào đại đường. Bản vương muốn giao hào với đại đường, không muốn gây sự. Nhưng điều đó không có nghĩa là bất cứ ai cũng có thể nhục mạ người của bản vương. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 133 Chu gia mở xưởng tơ, có tiền là một chuyện, nhưng xét về thân phận, chỉ là thương nhân. Nam Chiếu quốc nhỏ bé, Chu Thất Lang cũng không có tư cách để nhường yêu cơ của Nam Chiếu Vương đệ dâng rượu. Mặt Chu Thất Lang đỏ bừng. Ai bảo nàng hầu rượu? Các người thương người của chúng ta chỉ là mời rượu để tạ lỗi thôi. Uy thế đã giảm đi. Thịnh Phong Trạch ôn tồn nói với các thiếu niên. Nếu vị tiểu lang quân này kiên trì, bản vương cũng chỉ có thể báo lên tiết độ sứ, mời ngài ấy đến xử lý. Nếu tiết độ sứ biết, sẽ ảnh hưởng lớn đến bang giao hai nước. Tang thập tứ lang vội bước lên, nắm vai Chu Thất, cười hì hì nói: "Chu Thất, mắt người thật tinh, chọn đúng yêu cơ của Nam chiếu Bạch Vương, quân tử không cướp người đẹp, ta sẽ tìm vài người khác bồi rượu cho ngươi." "Thôi được, đỡ phải nói đại đường bắt nạt họ, cô ta đen như vậy, không phải tuyệt sắc giai nhân, ta còn không có hứng thú uống rượu với nàng đâu." Chu Thất lang hừ một tiếng, cố tỏ vẻ khinh thường. "Không đánh nhau thì không quen biết, chỉ là một hiểu lầm thôi. Bản vương ngưỡng mộ văn hóa đại đường, có thể ở ít châu vài ngày. Khi rảnh sẽ tổ chức tiệc cùng các vị để tạ lỗi." Thịnh Phong Trạch tỏ thái độ rất nhún nhường, với thân phận của hắn, lời nói này khiến đám công tử bột bớt giận hơn phân nửa, không tiếp tục khiêu khích nữa. Xích Hồ từ bên hông tháo xuống một túi tiền, đi đến trước mặt mấy người hầu bị thương, đưa túi tiền. Xích Hồ làm theo chức trách, mong các vị đừng ghi hận đây có 10 lượng vàng, là chút tâm ý của chủ nhân nhà ta. Người hầu bị thương thấy chủ tử gật đầu, mới cảm ơn và nhận lấy. Việc này lùi một bước, liền kết thúc, đám công tử bột gặp thịnh phong trạch tỏ ra nhún nhường, trong lòng vẫn không thoải mái. Tang thập tứ lang cười nói. Các huynh đệ, đêm nay ta mời được tần tư tư hát trên thuyền hoa. Thuyền hoa đang đầu ở bến tàu cửa đông. Thật không, Tang thập tứ, đừng đùa chúng ta. Một đêm của tần tư tư đáng giá cả ngàn vàng. Tang thập tứ cười lớn. Tối nay tư tư không cần lấy vàng. Chỉ mong có thể cùng ca vài chén, đi thôi. Chủ đề mới khiến các thiếu niên hứng thú, ai nấy thúc ngựa đi ngay. Dương tĩnh uyên xoay người lên ngựa, đi ngang thịnh phong trạch, dừng lại cười nói. Nam chiếu bạch vương, hôm nay ta nhất thời lỗ mãng, làm đổ kiệu của ngài. May là ngài không bị thương, nghe nói ngài muốn ở lại ích châu, ta sẽ mời ngài rượu để tạ lỗi ngài có thể đến không thịnh phong trạch mỉm cười bản vương định ở lại ích châu để kết giao bằng hữu dương tĩnh uyên cười thúc ngựa vượt qua đội ngũ đi cùng tang thập tứ tam lang có phải hắn không tang thập tứ hỏi nhỏ ta không chắc chắn chính vì không chắc chắn tâm trạng dương tĩnh uyên càng bực bội hơn không đoán ra nam chiếu bạch vương có phải quý anh anh biết vương ấy không Tại sao nàng lại che giấu cho hắn? Ta sẽ mời hắn uống rượu, thử lại, sớm muộn ta cũng bắt được hắn lòi đuôi cáo." Tang Thập Tứ Lang nghi ngờ nhìn hắn. "Tam Lang, ngươi nói thật đấy chứ? Nếu thật là hắn dẫn người đùa giỡn Quý nhị nương, ném người xuống hồ, ngươi không nhận ra hắn, cũng không nhận ra những thị vệ bên cạnh hắn sao?" Nhắc đến việc này, Dương Tĩnh Uyên liền hận không thể chịu nổi. Một nam nhân đeo mặt nạ quỷ, bắt Quý nhị nương uy hiếp ta nhảy xuống hồ hắn tự xưng là bản vương, đêm nay lại có nam chiếu bạch vương đến đây. Ngươi cảm thấy là trùng hợp sao? Cũng có chút kỳ lạ, nhưng thịnh phong trạch đường xa mà đến, không lý do gì đi trêu chọc quý nhị nương. Chẳng lẽ đêm nay còn có vị vương gia nào khác đến ích châu ngắm đèn sao? Dương tĩnh uyên hư một tiếng. Dù sao ta cũng sẽ làm rõ. Trong lòng hắn buồn bã cực kỳ, quay đầu ngửa. Thập tứ, ta không đi. Người chơi vui vẻ hắn mang theo dầu vừng đi thẳng ra cửa thành phía tây. Nhìn các thiếu niên nhanh chóng chạy đi, sắc mặt thịnh phong trạch trở nên âm u. Chủ tử, thiếu niên lật cố kiều kia có thân thủ rất tốt, hắn từ sớm đã núp trên nóc nhà, xem tình hình là nhằm vào chủ tử. Xích hồ nói nhỏ. Trở về rồi nói. Cổ kiểu đã được đỡ dậy, thịnh phong trạch lên kiểu, vốt huyệt thái dương. Là hắn khinh thường, không ngờ nhanh như vậy, hắn lại đến ích châu, trở về dịch quán thịnh phong trạch ngồi yên lặng sứ thần ngồi ở dưới hắn tỉnh rượu một nửa liếc nhìn thịnh phong trạch nói không khách khí bạch vương người mang trọng trách tại sao lại tự tiện hành động để lộ thân phận kỵ ngồi sau lưng thịnh phong trạch xích hồ và a ninh cùng ngừng đầu xích hồ trầm giọng nói thanh bình đại nhân còn chưa tỉnh rượu sao sao biết được chủ tử ta có mưu tính gì a ninh lạnh lùng nói Thanh Bình Đại Nhân chịu trách nhiệm đưa cống phẩm đến Trường An. Việc ở Ích Châu do chủ tử ta định đoạt, Đại Nhân nên quản tốt phần việc của mình thì hơn. Sứ thần giận dữ. May mà đã an bài thỏa đáng, không dẫn tới tiết độ sứ nghi ngờ. Nếu không ta sẽ bí mật báo quốc chủ, trị tội Bạch Vương. Thanh Bình Đại Nhân đừng lo lắng. Bản Vương không kịp thông báo ngài, ngoài ý muốn xuất hiện ở tán hoa lâu là lỗi của Bản Vương. Nhưng... Đêm nay giả yến là cơ hội tốt để bản vương ở lại ích châu. Thay vì ẩn núp với thân phận giả, quang minh chính đại vào ở dịch quán, còn có thể kết giao bằng hữu. Thanh Bình đại nhân nghĩ sao? Thịnh Phong Trạch ôn hòa nói. Sứ thần trầm ngâm, đột nhiên hiểu ý của Thịnh Phong Trạch. Thì ra là vậy, ta đã hiểu lầm Bạch Vương. Cống phẩm vào kinh không thể trì hoãn. Ngày mai tiết độ sứ gửi thông điệp, ta sẽ lên đường. Mong Bạch Vương kết giao thuận lợi sau khi đưa sứ thần đi xích hồ sắp xếp hộ vệ tuần tra hắn liếc nhìn an ninh nhớ lời thịnh phong trạch do dự nói an ninh ngửi lại hầu hạ chủ tử an ninh lòng vui mừng nhảy dựng lên cúi đầu đáp nàng nhìn tay mình nghĩ đến lời thịnh phong trạch trên mặt lộ vẻ ngượng ngùng cười trở về nhà thấy thịnh phong trạch đang muốn cởi trường bào an ninh tiến tới cởi vạt áo hắn chủ tử, an ninh hầu hạ ngài đi ngủ. Bên trong trường bào là áo bó màu đen, an ninh đưa tay rốt dây lưng, thịnh phong trạch nắm tay nàng. Đêm nay ta muốn ra ngoài, nói với xích hổ, ta không trở lại trước, đừng để ai vào. An Ninh bật hỏi. Chủ tử mang an Ninh đi cùng, an Ninh có thể bảo vệ ngài. Thịnh phong trạch đeo mặt nạ bảo hộ. Một mình ta làm việc dễ hơn. Hắn đẩy cửa sổ, chuẩn bị nhảy ra ngoài sau lưng vang lên tiếng A Ninh. Chủ tử, là muốn đi gặp quý anh anh. Thịnh Phong Trạch quay đầu lại, ánh mắt sau mặt nạ bảo hộ bỗng trở nên lạnh lùng. A Ninh sợ hãi, lắp bắp nói. Ta, ta biết chủ tử muốn đi cảnh cáo quý gia không tiết lộ chuyện của ngài. A Ninh chỉ lo lắng an toàn của ngài. Người lo ta sẽ thích quý anh anh. Thịnh Phong Trạch quay lại đứng trước mặt A Ninh, nâng cầm nàng. Thứ nhất, bản vương chỉ đùa với nàng mà thôi mắt an ninh bỗng sáng lên thịnh phong trạch buông tay lạnh lùng nói thứ hai việc của bản vương chưa đến lượt ngươi xen vào nếu còn lần sau ngươi không cần ở cạnh bản vương nữa gió chưa a ninh hiểu a ninh khom gối quỳ xuống nhìn thịnh phong trạch lặng lẽ nhảy qua cửa sổ nàng ngơ ngác nhìn qua cửa sổ mở rộng lẩm bẩm đêm nay yến tiệc quan trọng như vậy ngài thà kéo dài thời gian cũng muốn giả trang thành dương tam lang để đi bên nàng chỉ vì muốn trêu chọc nàng sao? Chủ tử, an ninh không thể để ngài làm điều hồ đồ. Nếu quý gia tiết lộ thân phận của ngài, chắc chắn sẽ khiến quan phủ nghi ngờ. Nàng lập tức nhảy lên, nhanh chóng cởi áo ngoài, lộ ra y phục dạ hành bên trong. An ninh kéo mặt nạ bảo hộ, sờ túi ra bên hông, nhảy ra cửa sổ. Chương 134 Quý anh anh ngâm mình trong bồn tắm, tóc dài của nàng rối tung trong nước, rồi nàng dùng khăn quấn hết tóc lại và đứng lên. Nàng đuổi Tương Nhi và Lăng Nhi ra ngoài, một mình ngồi thư trong phòng ngủ, lười biếng không muốn dậy. Đêm nay Thịnh Lang Quân sẽ đến, nhưng nàng không nói gì cho anh trai và mẹ biết. Biết rõ rồi thì làm được gì? Chỉ thêm lo lắng, nhà ta bé nhỏ, không quyền không thế, làm sao đối phó với hắn? Quý anh anh thở dài. Bí truyền thật sự vẫn chưa giao cho Thịnh Lang Quân, báo quan phủ tố cáo hắn điều gì, nói hắn phóng hỏa đốt kho hàng, không có chứng cớ, nói hắn lừa gì đến Ích Châu để lừa gạt tiền của gia đình. Thôi đi, vụ án của gì mới xong, không biết Nam Tước Nghĩa Xuyên có hài lòng hay không. Chẳng lẽ lại lật vụ án lên, để mẹ và anh trai trở lại công đường. Quý gia không có chứng cứ chứng minh gì bị hắn lừa. Tố cáo hắn thông đồng với tụ thái các để hại gia đình. Từ đầu đến cuối, hắn chưa từng xuất hiện quý gia không tham lam món lợi lớn, cũng không mắc mưu. Còn có chuyện gì nữa? Nhân sâm trăm năm, giá hai ngàn quán tiền, cũng không quý. Mình còn chủ động mua từ hắn. Nói cho cùng, gia đình vẫn còn nợ tiền của hắn. Hai bên đã thỏa thuận xong, chỉ cần hắn không tiếp tục gây rối đòi bí truyền của gia đình, hắn có thể hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của gia đình. Quý anh anh càng nghĩ càng thấy hắn đáng sợ. Hắn suýt nữa làm gia đình tan cửa nát nhà, mất đi bí truyền. Hắn làm việc không kẽ hở, ngay cả lai lịch cũng là bí ẩn. Hắn rốt cuộc là ai? Sao lại xuất hiện? Hắn còn muốn bí truyền của gia đình sao? Lần trước dùng thiếu nợ để uy hiếp, lần này trực tiếp bảo ta câm miệng, nếu không muốn giết người diệt khẩu. Trời ơi. Quý anh anh nghĩ đến đau đầu, nghĩ đến Dương Tĩnh Uyên, nàng vỗ mạnh vào bồn nước, mắng. Giết người diệt khẩu, ngươi biết không? Nhà ta không có chứng cớ, ngay cả thân phận của hắn cũng không biết. Nói cho ngươi biết có ích lợi gì, chỉ biết mắng ta, ngươi chẳng lo nghĩ gì cả. Nương tử, đừng ngâm lâu quá, nước lạnh rồi, ngài đứng dậy đi." Tường Nhi đứng ngoài bình phong khuyên nhủ. Quý anh anh dừng suy nghĩ lung tung, gọi nàng vào để hầu hạ. Tiết Nguyên Tiêu, ngoài cửa sau của nhà họ Quý cũng treo hai ngọn đèn lồng phù hợp với không khí. Đèn đỏ tỏa ra một vòng ánh sáng nhỏ chiếu sáng bốn chữ. Hoán hoa phường nhuộm. Trên cửa, Dương Tĩnh Nguyên từ trong thành đi ra, lần này hắn không leo tường trực tiếp, mà dừng lại bên ngoài cửa sau nhà họ quý, cạnh hoán hoa khê. Hắn nhìn nhà họ quý từ xa, vuốt đầu con bạch mã và tự nhủ. Ta vội vã chạy đi tìm nàng như thế này, có phải thật mất mặt không? Vài canh giờ trước, quý anh anh vừa mạnh miệng nói muốn từ hôn hắn. Hắn không chỉ không buồn, mà còn vội vã từ trong thành chạy đến tìm nàng. Dương Tĩnh Nguyên thở dài. Thật là mất mặt. Hắn bực bội xoay một vòng, chống nạnh chỉ vào bạch mã, coi nó như là quý anh anh. ngươi chắc chắn biết rõ cái tên mặt quỷ kia là ai, sao lại không nói cho ta biết. Ngươi nghĩ rằng giữa mùa đông nhảy vào hồ với vào nhà tắm từ nước giống nhau sao? Trong lòng ngươi, hóa ra còn có một người đàn ông quan trọng hơn ta. Ban đầu chỉ nghĩ ngươi và triệu tu duyên là thanh mai trúc má. Thanh Mai chúc má thường không thành, ta tha thứ ngươi vì trước đây không hiểu chuyện. Dù sao cũng để ngươi thấy rõ bản chất của triệu tu duyên, đối với hắn đã chết tâm. Tên mặt quỷ kia lại từ đâu xuất hiện? Ngươi nói, có phải là Nam Chiếu Bạch Vương không? Quý anh anh, ngươi chỉ là một cô gái nhà nhuộm nhỏ, đính hôn với ta ngươi còn không biết đủ. So về ra thế, không cần so. So về dung mạo, ta còn đẹp hơn ngươi. Nhưng mà, anh hùng không cần luận tướng mạo so với điều này quá không có ý nghĩa. Ta võ nghệ tốt lắm, đêm nay ta đạp liên bay tư thế so với tên mặt quỷ kia còn đẹp hơn. khinh công tám bước đuổi thiền không phải ai cũng luyện được. Còn bạch mã phì mũi, không để ý đến hắn. Hắn đối đãi với nàng bằng cả tấm lòng chân thành, trong lòng quý anh anh, không biết hắn có phải là người duy nhất của nàng. Dương tĩnh viên cầu nhầu, nghẹn ngào trong cổ họng. Đi gặp quý anh anh thật mất mặt, nàng sẽ không tự nói với mình. Dương Tĩnh Uyên hít một hơi, xoay người lên ngựa, nhìn chằm chằm cửa sau nhà họ Quý, giận dữ nói: "Quý anh anh, người đợi đó cho ta, ta sẽ tự mình điều tra ra." Hắn vừa định rời đi, bỗng thấy một bóng đen từ đầu tường bay vút qua, lách mình vào nhà họ Quý. Dương Tĩnh Uyên hít một hơi lạnh, "Thật là công phu giỏi." Hắn xuống ngựa, buộc bạch mã vào cây, giờ nắm đấm. Nhất định là hắn, quý anh anh, Người dám gặp riêng tình lang, ngoại tình. Trong lòng hắn đột nhiên thấy chua xót, hắn đối xử với nàng tốt như vậy, hắn cuối cùng cũng đính hôn với nàng, còn bốn tháng nữa là sẽ cưới nàng vào nhà. Dương tĩnh uyên dừng bước, trong lòng quý anh anh, hắn là gì? Hắn chạy đến vạch trần hai người, hắn thành ra gì? Trước mắt hắn hiện lên hình ảnh quý anh anh và mặt quỷ kia ôm nhau. Sự xuất hiện của hắn giống như làm kinh động đôi uyên ương. Dương Tĩnh Uyên đánh một quyền vào thân cây. Sao ta lại trở thành bộ dạng đáng ghét như thế này? Nếu người kia gây bất lợi cho nàng thì sao? Dương Tĩnh Uyên thấy lo lắng, thi triển khinh công, lặng lẽ nhảy về phía nhà họ Quý. Chưa kịp đến gần, một con ngựa bọc miệng chạy như bay tới. Dương Tĩnh Uyên lách mình núp sau cây, ngựa chạy qua nhà họ Quý mà không dừng lại, tiếp tục chạy về phía trước. Khi đến gần nhà họ Quý, người cưỡi ngựa nhảy lên nhẹ nhàng lộn vòng vào hậu viện nhà họ quý. Không phải chứ, quý anh anh, người còn bao nhiêu người thân mật nữa. Lại thêm một người. Dương tĩnh uyên lấy tay che chán, vẻ mặt đau khổ. Đêm nay ta phải xem đến cùng. Đêm đã khuya, quý anh anh khoác áo nhỏ, quấn khăn trùm đầu nằm trên giường. Tường nhi đem cái lồng chụp đến gần, dựng khung trúc, trải vải trắng để hong khô tóc cho nàng. Trong phòng, chậu than hồng đang cháy rực có lẽ vì tắm rửa mệt mỏi, quý anh anh nằm xuống, mí mắt dần nặng trĩu. trong cơn mơ màng, nàng nghe thấy tiếng cửa phòng kêu két, tiếng đóng mở cửa, chắc là tương nhi đi ra ngoài. nàng chờ mình nghiêng người ngủ say. chủ nhân đã đi rồi sao? thời gian ngắn như vậy cũng chỉ đến gặp nàng một lần. a ninh đi đến trước giường ngồi xuống, vuốt nhẹ tóc dài của quý anh anh, tóc mới tắm đen bóng mềm mại giữa ngón tay vòng vài vòng, nhẹ nhàng cử động, liền chảy xuống rất nhanh. Quý anh anh mặc chiếc áo nhỏ màu lam thiêu trăm cúc. Các cúc thiêu tinh xảo, có một đóa thêu trên vai, nàng nằm nghiêng như gối lên đóa hoàng cúc. Màu lam của áo làm nổi bật làn da trắng nõn như ngọc của nàng. An à Ninh không kìm được đưa tay sờ mặt nàng. Dương Tĩnh Uyên nhìn bóng người chiếu trên cửa sổ, chua xót nghĩ, mình phải nạy cửa sổ ra, còn người này lại đẩy cửa vào còn dám để đèn sáng, hiện tại không sợ bị nàng nhìn thấy sao? Lúc này, Thịnh Phong Trạch đang đứng trong phòng của Quý Thị. Lý Ma Ma và Quý Thị ngủ mê không tỉnh, hắn cầm viên thuốc tan, cho Quý Thị uống. Không phải hại ngươi, bệnh của ngươi cần tĩnh dưỡng, mê man một thời gian, chỉ có lợi cho thân thể của ngươi. Quý phu nhân xuất thân từ gia đình giàu có, kiến thức rộng rãi, cũng giảm đi chuyện xấu miệng. Lại đi cảnh cáo Quý Anh Anh một phen không cần lo lắng cho nhà họ quý nữa. Hắn không nghĩ rằng, lần trước lộ diện thiết kế nhà họ quý, đã gây ra tình thế nguy hiểm hiện tại. Thực ra, nhà họ quý nói ra, ta cũng có cách để người khác không nghi ngờ. Nhiều chuyện không bằng ít chuyện, ta không muốn phân tâm ứng phó hiện tại. Thịnh Phong Trạch lặng lẽ rời chính viện, đi tìm quý anh anh. Chương 135 Thịnh Phong Trạch nhẹ nhàng lèn vào tiểu viện ánh sáng từ cửa sổ chính phòng hát ra, sân vườn yên tĩnh, dường như mọi người đều đã ngủ say. Dọc hành lang gấp khúc, vài chiếc đèn màu nhỏ mua từ ích châu thành treo lên, tỏa ánh sáng ấm áp lên sàn gỗ. Chưa kịp đến gần chính phòng, hắn bất ngờ thấy một nữ tử nằm trên hành lang gấp khúc. Thịnh phong trạch nhờ ánh sáng nhận ra đó là nha đầu quý anh anh. Mũi hắn ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt, nhạt, là an ninh ánh mắt thịnh phong trạch bỗng trở nên lạnh lùng, tiến vài bước và đẩy cửa chính phòng. Ánh sáng từ chiếc đèn dầu nhỏ như hạt đậu, chiếu lên an ninh mặc đồ đen che mặt cùng quý anh anh dưới ánh đèn. Khi cửa phòng mở, một luồng gió lạnh thổi vào, an ninh ngẩng đầu, món giữa vung một chùm ngân quang về phía hắn. Nàng chợt nhận ra thịnh phong trạch trong bộ y phục dạ hành, hốt hoảng đứng yên như tượng. Thịnh phong trạch hư lạnh, tung một trường làm tan biến trùng ngân quang một ít bột phấn màu bạc bị trưởng phong đánh tan rơi vãi trên sàn nhà người đến đây làm gì thịnh phong trạch lạnh lùng hỏi đầu óc a ninh trống rỗng đôi môi mấp máy nhưng không thốt nên lời thịnh phong trạch bước nhanh tới trước tát một bạt tay vào mặt nàng a ninh ôm mặt ánh mắt quật cường nhìn hắn lẩm bẩm a ninh cũng là vì chủ tử Tại sao lại có người đến đây? Trong phòng có người nữ, ngoài cửa sổ, Dương Tĩnh Nguyên đột nhiên nghe tiếng thịnh phong trạch, rồi tiếp theo là âm thanh bạt tai vang lên, không kìm được sát vào cửa sổ. Ánh sáng trong phòng không quá sáng, khi Dương Tĩnh Nguyên di chuyển, bóng dáng hiện lên trên cửa sổ. Có người ngoài cửa sổ, thịnh phong trạch lập tức phát hiện Dương Tĩnh Nguyên, hắn nhìn thoáng qua giường. Quý anh anh ngủ rất say, dưới ánh đèn, mặt nàng ửng hồng khác thường, như bị cảm lạnh, cơ thể nóng lên, hoặc như bị nhiệt độ từ lửa than trong phòng làm đỏ mặt. Ở sâu trong sơn cốc nam chiếu, lá rụng mục nát tạo thành bùn lầy, sinh ra loại khí độc. Khí này sáng lấp lánh như khói mây, ánh sáng màu như hoa đào. Trong chứng khí đó có một loại sâu gọi là hoa đào cổ độc. Người trúng độc trước khi chết không có dấu hiệu khác thường, ngược lại da thịt hồng hào như hoa đào so với bình thường càng thêm sắc sao. Nếu không đưa quý anh anh đi, bị người ngoài cửa sổ phát hiện nàng trúng cổ độc nam chiếu, sẽ nghi ngờ đến mình. Việc này dễ thất bại hơn thành công, thịnh phong trạch tiến thoái lưỡng nan. Người ngoài cửa sổ là ai? Tại sao hắn phát hiện động tĩnh trong phòng mà vẫn im lặng? Thịnh phong trạch suy nghĩ, nghĩ đến Dương Tịnh Nguyên. Hắn lạnh lùng nhìn A Ninh hỏi. Hắn phái ngươi tới sao? Ta đã đồng điều kiện của hắn chỉ muốn gặp nàng một lần trước khi nàng thành thân tại sao còn muốn lấy mạng nàng a ninh còn chưa tỉnh hồn ngơ ngác nhìn hắn không biết trả lời ra sao trong phòng vang lên vài tiếng lầm bẩm dương tĩnh uyên nghe rõ câu nói cuối cùng lọt vào tai hắn hoảng hốt đầy cửa sổ các ngươi là ai mang nàng đi thịnh phong trạch bước tới một bước chắn trước mặt dương tĩnh uyên a ninh còn chưa tỉnh hồn phản xạ theo mệnh lệnh của thịnh phong trạch dùng chăn quấn quý anh anh ôm nàng chạy ra cửa phòng đứng lại dương tĩnh uyên định từ cửa sổ vào bị thịnh phong trạch ngăn cản hắn biết mình đã sai lầm nhất thời hối hận không nguôi thịnh phong trạch lại lúc này quấn lấy hắn sau vài hơi thở đánh nhau dương tĩnh uyên biết rõ không đuổi kịp chỉ còn cách bắt người mặc đồ đen bịt mặt này hắn mới biết được tung tích của quý anh anh Thịnh Phong Trạch cũng hiểu ý của Dương Tĩnh Uyên, kéo dài thời gian để An Ninh đưa Quý Anh Anh đi. Trong lòng hắn đã có dự định khác, lập tức nói nhỏ: Muốn biết ta là ai, muốn Quý Anh Anh an toàn, thì đi theo ta. Hắn chạy về phía tường rào, hoàn toàn không che giấu lưng trước mặt Dương Tĩnh Uyên. Dương Tĩnh Uyên ngẩn người, leo tường theo sau hắn, tiến vào rừng cây ven bờ sông. Nghe tiếng bước chân sau lưng. Thịnh Phong Trạch biết mình không thể bỏ Dương Tĩnh Uyên. Hắn dứt khoát dừng bước. Dương Tĩnh Uyên lạnh lùng nhìn hắn nói: "Ta không thể nhầm giọng ngươi, ngươi chính là kẻ giả mạo ta đêm nay, tại sao phải bắt Quý anh anh?" Thịnh Phong Trạch thở dài: "Ta bảo người đưa Quý anh anh đi là vì muốn tốt cho nàng." Hắn tự nhiên tháo khăn che mặt xuống. "Quả nhiên là ngươi, sao không tiếp tục giả vờ?" Dương Tĩnh Uyên giọng căm hận nói: Nam Chiếu Bạch Vương Thịnh Phong Trạch, giấu giếm võ nghệ, bắt quý anh anh, mục đích của ngươi là gì? Khi nào ngươi nhận ra nàng ở xa Nam Chiếu? Ta làm vậy để cứu nàng. Thịnh Phong Trạch điềm tĩnh nói dối. Cứu nàng, chẳng phải nàng bị hại bởi ngươi và nữ nhân che mặt kia sao? Còn là một thiếu niên non nớt, Thịnh Phong Trạch thở dài, buồn bã nói. Đường xưa có lục chiếu, mỗi người vì lợi ích riêng. Tổ tiên ta được đại đường thiên tử nâng đỡ, thống nhất Lục Chiếu, được phong làm Nam Chiếu Vương. Nhưng Lục Chiếu vẫn không hoàn toàn thần phục. Hiện thời quốc chủ là huynh trưởng của ta. Hắn muốn kết đồng minh bằng cách cầu hôn các quý nữ bộ lạc khác cho ta. Dương Tĩnh Nguyên nhíu mày hỏi. Chuyện này liên quan gì đến quý anh anh? Thịnh Phong Trạch nhẹ nhàng nói. Ngươi chưa hiểu sao, Nam Chiếu có thương đội đến Ích Châu. Ta mến cảnh phồn thịnh của Ích Châu, từng giấu thân phận lặng lẽ đến du ngoạn. Ngoài ý muốn, ta gặp anh anh lúc ấy mẫu thân nàng bệnh nặng ta trùng hợp có nhân sâm trăm năm lần này ta đến ích châu chỉ muốn gặp nàng lần cuối nhưng huynh trưởng ta biết được lại cho người hạ độc nàng sau khi biết điều đó ta mới giả trang thành ngươi để cảnh báo nàng đêm nay ép ngươi nhảy hồ chỉ là thử lòng ngươi với nàng thế nào đêm nay ta biết nàng đã trúng độc nên mới đến để giải độc cho nàng ngươi đừng hiểu lầm quý anh anh không biết thân phận thật của ta nàng nàng chưa bao giờ thích ta. Câu cuối cùng hắn nói như tiếng mũi kêu, đầy đau khổ. Điều này hoàn toàn lật đổ suy nghĩ của Dương Tĩnh Uyên. Hắn nhớ lại những gì nghe được trước khi mở cửa sổ, tin tưởng phần nào. Thì ra Thịnh Phong Trạch tình cờ gặp gỡ quý anh anh, nảy sinh tình cảm, nhưng bị Nam Chiếu Vương phá hủy. Nghe Thịnh Phong Trạch nói quý anh anh không thích hắn, Dương Tĩnh Uyên không khỏi mỉm cười. Hắn nghi ngờ nhìn Thịnh Phong Trạch hỏi nếu vậy tại sao ngươi phải giấu võ nghệ của mình thịnh phong trạch cười khổ một nam chiếu bạch vương võ công cao cường hay một người yếu đuối bệnh tật ở ích châu cái nào khiến tiết độ sứ yên tâm hơn nam chiếu quốc yếu ta không muốn tự nhiên gây chuyện ở ích châu chỉ để tạm biệt nàng lần cuối vậy là hắn đơn phương yêu quý anh anh thịnh phong trạch giải thích rất hợp lý dương tĩnh uyên giảm bớt địch ý nàng chúng loại độc gì là hoa đào cổ độc càng lâu nàng càng đẹp, nhưng cơ thể càng yếu, rồi lặng lẽ chết đi. Thịnh Phong Trạch giải thích. Ngươi yên tâm, nhiều nhất ba ngày, ta chắc chắn chữa khỏi cho nàng. Nếu không yên tâm, ngươi có thể cùng ta trở về dịch quán. Vẻ mặt thẳng thắn của hắn khiến Dương Tĩnh Nguyên giảm bớt nghi ngờ. Nhưng không thấy tận mắt, hắn vẫn không yên lòng. Thịnh Phong Trạch thở phào, lại nói. Vụ này, ta biết mình và nàng cách xa, không thể nào ta đã quyết định đáp ứng yêu cầu của huynh trưởng. Hắn sẽ không làm hại quý anh anh nữa. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, mong ngươi giữ bí mật cho ta. Đừng để nàng biết, khi sứ đoàn trở về từ Trường An, ta sẽ theo sứ đoàn trở về Nam Chiếu. Đáng tiếc không thể uống rượu mừng của các ngươi. Hắn bộc lộ tình cảm sâu đậm đơn phương với quý anh anh trước Dương Tĩnh Nguyên. Dương Tĩnh Nguyên hoàn toàn tiêu tan nghi ngờ, gọi bạch mã. Vương gia có từng cưỡi ngựa trước đến thịnh phong trạch lắc đầu dù đêm nay không cấm đi lại cửa thành đã đóng sớm Cưới ngựa sao ra khỏi thành ta cùng thủ hạ đi cùng dương tĩnh uyên nói vậy cùng ta cưới ngựa trở về thành được không Cưới ngựa làm sao vào thành thịnh phong trạch mắt lóe lên tò mò hỏi nhớ đến lỗ thủng trên tường thành ích châu dương tĩnh uyên cười nói điền hà theo ta là được phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn